khởi tố, bắt tạm giam 3 cựu công an bắn chết dê của dân. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 cựu cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội về tội trộm cắp tài sản, với cáo buộc bắn chết 2 con dê của dân và mang đi. Trưa ngày 7 tháng 7, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 cựu cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa. Gồm, cựu đại úy Nguyễn Văn Nhân, cựu thượng úy Bùi Đình Việt và cựu thượng úy Bùi Tiến Tùng. Ba người này bị khởi tố tội trộm cắp tài sản, với cáo buộc đã bắn chết 2 con dê của người dân và mang đi. Khởi tố, bắt tạm giam 3 cựu công an bắn chết dê của dân. Trước đó, ngày 26 tháng 6, 3 cựu công an kể trên đi ô tô, mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Trong ngày 27 tháng 6, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Nhân, Việt và Tùng. Đồng thời, Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, tạm giữ hình sự đối với 3 người này để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.